Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng 20.000 USD token OST từ sàn Binance nha các bạn. Hôm nay bằng phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản Binance nha tất cả các bạn. Thì đăng ký và cũng đây level 2 nha. Rồi ID này giùm mình nè. Rồi các bạn sẽ chép ID của mình, rồi các bạn đảo lại một cái link form thứ hai của mình, các bạn điền thông tin nha các bạn. Rồi các bạn bắt dòng đầu ID với mình vào nè. Câu trả lời thì mình đã dưới phần link mô tả đó các bạn. Đáp án thứ nhất là qua nè các bạn, là một loại tài sản Coris được sử dụng mua băng thông truy cập mạng với quyền riêng tư nè các bạn. Câu thứ hai thì câu chọn đáp án B nha các bạn. To video on the supply of VPN and câu thứ hai các bạn. Rồi câu thứ ba là kiến thức bước ra qua mạng Otis. Đây một lần như người dùng thì các bạn chọn giùm mình đáp án A, đáp án C luôn các bạn. Rồi câu thứ tư thì các bạn chọn giùm mình đáp án B nha các bạn. Otis hop bước nhảy là gì? Là một phần lưu lượng truy cập web này mà mình có để phần link mô tả tất cả các đáp án cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm nút gỡ. Câu 1 là A, câu 2 là B, câu 3 là A và C, câu 4 là B nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia thì thưởng 20.000 USDT token OST. Đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video lấy tiếp theo tụi mình nhé.